với cái hiện tượng mạng hiện nay giữa con nuôi Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung, thì tôi cũng có cái bài chủ đề về các cái dạng thức con nuôi nhân cái chuyện của Hồ Văn Cường để nói chuyện con nuôi trong xã hội. Trước tiên thì cần phân định ra là có 5 dạng con nuôi, bao gồm là con nuôi mồm, tức là nhận mồm với nhau ấy. Thì cái trường hợp này hay xảy ra trong cuộc sống và xảy ra với những người trưởng thành với nhau đấy, hơn là cái những đứa trẻ nhỏ với người lớn. Thì nếu mà với cái trường hợp mà trẻ nhỏ và người lớn ấy, thì thường thì hàng tháng thì bố mẹ nuôi thì cũng có cho chút tiền đường sữa đấy, thông qua bố mẹ đẻ đấy. Thì thời gian thì có thể hàng tháng hoặc là vài tháng một lần, hoặc là chu cấp theo quý, thường thì cũng là chu cấp cho kiểu vài năm đấy. Thì cũng không cần biết hoàn cảnh ra làm sao như thế nào, nhưng mà khi đã nhận thì bố mẹ nuôi thường có những cái hành vi như vậy. Đối với đôi khi bố mẹ nuôi có khi lại còn than thở là năm nay dạo này làm ăn kém quá, cho nên là cũng chưa có tiền để mà phụ cấp quà vặt cho con nuôi đấy. Thì cũng đây là gọi là dạng nhận nuôi mồm. Và những trường hợp mà người trưởng thành với nhau ấy thì có thể có sự thăm viếng vào các cái dịp lễ Tết đấy. Thì đấy cũng là thể hiện cái hành vi rất là cao đẹp của người con nuôi đối với bố mẹ nuôi đấy, nhất là khi mà bố mẹ nuôi cao tuổi. Còn trường hợp thứ hai thì đấy là con nuôi có pháp lý, có yếu tố như là được pháp luật thừa nhận. Thường thì chúng ta hay chú ý nhiều tới cái việc con nuôi là ở dạng là người nước ngoài về Việt Nam nhận con nuôi rồi đưa ra nước ngoài sinh sống, giống như là cậu bé Park Thiên với mẹ Angela Jolie. Và cô nàng Angela Jolie này thì sinh năm 75 đấy. Rồi những cái trường hợp mà người trong nhà với nhau, trong họ với nhau nhận con nuôi đấy, thì đây là cái yếu tố nhận xong rồi để đưa ra nước ngoài sinh sống, thì đây là một dạng coi như là giấu trời vượt biển đấy. Thì muôn ngàn lý do, thì có thể do bố mẹ đứa bé nó bị sao đó và người trong nhà trong họ nhận đứa bé đấy làm con nuôi và đưa nó ra nước ngoài sinh sống để có một cái tương lai tiền đồ, môi trường phát triển tốt hơn đấy. So ra thì với cái trường hợp như của Phi Nhung và Angela Jolie thì có lẽ có nhiều phần giống giống nhau về việc nhận con nuôi, nhất là nhận nhiều con nuôi đấy. Thế nhưng mà có vẻ như là Angela Jolie thì không có chú trọng vào tài năng của từng đứa bé nhỉ. Còn Angela Jolie thì cũng bị ung thư và cô đã gọi là xử lý khối u và vượt qua cái giai đoạn ung thư đó. Còn Phi Nhung thì đã nhiễm Covid và không qua khỏi đấy. Thì cuộc sống của cái cậu bé Phát Thiên thì có vẻ như là cũng sướng và thoải mái hơn trong việc học hành, vui chơi so với Hồ Văn Cường. Khả năng có khi là thiên tai đi cùng với thiên tai một vần đấy, cho nên là Hồ Văn Cường góc độ nào đó thì cũng gọi là thiên tài chứ. Đấy, đi thi tài năng thì được giải thì cũng là thiên tài chứ, đúng không? Đấy, nhưng mà khả năng thiên tài đi với thiên tai một vần thôi. Trường hợp thứ ba thì đó là con nuôi hơi, con nuôi đãi môi thôi. Trường hợp này thì nó hay xảy ra trong các mối quan hệ xã hội kiểu người lớn với nhau. Khi mà thấy có đứa bé dễ thương hay là như thế nào đó giữa hai gia đình hay là quan hệ nào đấy thì nhận đấy là con nuôi và nó là một dạng áp đặt thụ động đối với đứa bé. Thì đôi khi đứa bé nó lớn lên thì nó cũng chả biết mình có bố mẹ nuôi. Nó cứ biết là gọi người này là bố, người kia là mẹ vậy thôi, chứ nó cũng không biết thằng đấy nó gọi là bố mẹ nuôi. Đấy. Cái trường hợp này thì cũng xảy ra cũng tương đối. Nói chung là cái tính nhân văn của nó cũng khá cao. Vì rõ ràng hai gia đình hoặc là các gia đình với nhau thì nó cũng không có cái vấn đề gì về tài chính kinh tế hay là ABC gì cả. Đây chỉ là sự quý mến nhau, nhận nhau như vậy thôi. Đấy, cho nó thắt chặt tình cảm giữa các gia đình với nhau. Đấy. Rồi con nuôi, cái thính tức thứ tư đấy là con nuôi cúng theo đường âm, như kiểu lên điện thánh, lên điện mẫu gì đấy thì để cúng vái này. Cái sự nhận nhau này chủ yếu là do pháp luật không cho phép, do có thể là hai người này là quá tuổi để mà nhận bố mẹ nuôi
đấy thì có thể nhận nhau theo kiểu như vậy, giống như kiểu mấy cái đồng chí coi như là yêu nhau quá không đến được với nhau thì lại đi cưới nhau ở đường âm ấy. Cái này thì cũng chả hiểu thế nào cả, nhưng đại loại là không chứng minh được đấy ạ, không có cái gì để mà chứng minh được nó là có thật. Nhưng mà thôi thì đứng trước cái sự linh thiêng của thần thánh thì hai người cưới nhau kiểu gì thì kệ, nhưng mà có ứng xử với nhau tốt là được. Còn với yếu tố như bố mẹ nuôi, bố mẹ đỡ đầu thì đấy, nhận nhau qua yếu tố sự chứng kiến của thần thánh mà ứng xử tốt với nhau thì cũng rất là tốt đấy. Và đương nhiên là hai người này cũng phải chung đức tin, chung tôn giáo thì mới 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 gọi là hợp đạo, chứ còn hai người lại lệch đạo nhau, lệch tôn giáo với nhau làm một cái việc như thế thì nó cũng e rằng nó cũng chưa chuẩn đấy. Đức tin là chính, nói chung là quan điểm tôi đức tin là chính thôi. Nếu mà tin được ở nhau thì cũng đâu nhất thiết cứ phải ra điện thờ để làm cúng đường âm đâu. Trường hợp thứ năm ấy thì nhận con nuôi thì cũng cúng trước ban gia tiên dòng họ đấy, do nhiều lý do mà người trong họ trong nhà không nhận nhau, không 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 nhận nhau theo yếu tố coi như là tôi nói nhầm, tức là trong nhà trong họ là nhận nhau thì theo yếu tố coi như là nội bộ, không muốn coi như là người ngoài biết hoặc là thế nào đó mà người ta coi như là cũng muốn kín đáo nhá. Và họ cũng làm lễ bình thường nhận gọi là bố mẹ nuôi con nuôi đấy, thế nhưng mà nó lại không ghi vào trong cái giao phả từ đường đấy. Ví dụ như là bố mẹ đứa bé bị mất đấy, thì cô dì chú bác nhận làm con nuôi đấy, để mà coi như là chăm sóc cho đứa bé. Còn trường hợp mà ứng với những cái yếu tố mà sinh phạm giờ khó nuôi xung khắc cha mẹ gì đấy nữa thì đấy là một cái trường hợp mà nó cũng nhạy cảm. Theo tôi thì nhận con nuôi kiểu này nó không thấu tình đạt lý lắm, bởi vì nó là người trong họ với nhau, trong nhà với nhau đấy. Còn nếu như mà nó người ngoài nhận con nuôi rồi đưa về theo đúng yếu tố pháp lý rồi cúng bái trước gia tiên dòng tộc thì nó là bị bình thường đấy. Và có những chuyện như kiểu như là giận nhận 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 bố mẹ nuôi con nuôi trong dòng họ, đôi khi xưng hô nó cũng thấy mình thấy nó cũng không ổn lắm. Như kiểu như là trường hợp như là bố mẹ gọi cái ông kia là ông cậu họ, thế nhưng mà giờ lại ông ấy đồng ý thì để nhận con mình làm con nuôi ông ý, thế thì mình với ông ý thì thành ngang hàng với nhau mất rồi đấy. Thế nhưng mà xưng hô thì vẫn là cậu cháu, cho nên là nhưng mà đứa bé đấy thì nó lại gọi ông ấy là bố nuôi đấy. Thì cũng rất là đau đầu nhá. Đấy. Cho nên là nhiều nhiều cái mà nó cũng không ổn. Mà cái trường hợp này tôi nghĩ là nó không 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 phải là một cái trường hợp tích cực. Thì tổng kết của năm dạng con nuôi thì với cái yếu tố mục đích của nhận con nuôi là cái gì? Thì cái mục đích thứ nhất thì thường thì là vì thương đứa bé có hoàn cảnh éo le, như kiểu bố mẹ mất sớm này, rồi nhà đông anh em này, rồi trẻ mồ côi bị bỏ rơi này, hoặc là đôi khi do bố mẹ nghèo quá không nuôi được con cho nó phát triển tốt. Đấy. Mục đích thứ hai thường cũng có yếu tố gọi là mục đích chính trị, muốn đứa trẻ phát triển ở cái nước gọi là phát triển hơn, môi trường sống tốt hơn thì người ta cũng bằng mọi cách này cách khác để đưa cái ra nước ngoài sinh sống phát triển. Đấy. Và mục đích thứ ba này thì thường liên quan đến yếu tố như là muốn kết thân, muốn thắt chặt quan hệ với những người trong giới chính trị, những người có tài chính tốt, hoặc là liên quan đến cái sự thăng tiến của bản thân để nhận làm con nuôi. Đấy. Và mục đích thứ tư thì có thể có tính nhân văn cao hơn, thì đấy là mục đích là dành cho những cái đôi vợ chồng vô sinh hay là họ không muốn có con đấy, và đến khi họ già hoặc là họ có tuổi rồi thì họ muốn sinh con thì không được nữa thì họ nhận con nuôi để mà gọi là đỡ cô đơn tuổi già, hoặc là sau này cũng có người coi như là chăm sóc họ khi họ cao tuổi đấy. Mục đích thứ năm thì
đấy là vợ chồng bị vô sinh và nhận con nuôi khi mà họ còn trẻ đấy, thì họ nhận con nuôi để mong là cái làm việc thiện tốt này thì sẽ cảm động được trời đất, và trời đất thánh thần nói chung thì sẽ động lòng mà cho họ một đứa con đấy. Thì cái việc làm nhân văn này thì nó cũng được đánh giá là chia ra làm ba dạng thức. Dạng thứ nhất thì đấy là cũng nhận con nuôi kiểu hỡi hơi, và hàng tháng cũng bơm cho chút tiền rồi quà bánh, chủ yếu là đến nhà bố mẹ đứa bé thì đưa cho đứa bé rồi cũng chơi với bé một xíu rồi cũng ôm ấp lấy hơi đấy. Thế nên là đúng là kiểu hơi hơi à. Thì dạng này thì kể ra cũng có tính nhân văn nhưng mà cái tính nhân bản của nó thì không được tốt lắm, không được cao lắm. Đôi khi thì cái vấn đề mà gọi là tâm đức thì cũng hên xui trong cái vấn đề coi như là tâm đức. Thì cũng không biết là chư vị thần thánh người ta nghĩ gì, người ta ghi nhận ra làm sao vậy á. Dù sao thì cái chuyện này nó cũng hơi bị khó chứng minh. Đấy. Trường hợp dạng thức thứ ba à, thứ hai là mang về nuôi nuôi chay thôi chứ không có gì ràng buộc theo yếu tố như là gọi là móng mà gọi là bố mẹ nuôi theo kiểu gọi là mang về nuôi thôi chứ còn không 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 có gì ràng buộc, không có cúng vái, không có nhận nhức yếu tố lễ lạt linh đình gì đâu. Đấy, thì cũng mang đứa bé về nuôi. Thế nên khi mà gọi chăm sóc cũng chăm sóc bình thường nhá. Đấy. Thế nhưng mà đến 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 khi mà bố bố mẹ gọi như là người phụ nữ mang thai rồi đấy nhá. Tạm gọi là kiểu nuôi dù một thời gian đấy, thì đến khi mà mẹ cháu mà có bầu thì tôi lại lại giả lại cho bố mẹ đẻ của đứa bé nhá. Đấy. Thì cái này cũng không biết được là bố mẹ đứa bé làm phúc hay là bà bầu kia bà ấy làm phúc nữa nhá. Đúng kiểu cháu có đến chơi nhà vài tháng, sau đó thì cháu nó về thôi. Đến khi mà cô mang bầu rồi thì cháu nó về. Đấy, thì cái này yếu tố làm bố mẹ nuôi cái kiểu này thì cũng cũng đau đầu đây. Phần nào đó nó như kiểu đi thuê. Thuê hơi. Dựa hơi thì nó là thuê hơi. Đấy. Cái dạng thức thứ ba. Cái trường hợp này thì cũng có 5 dạng thức chứ không phải 3 dạng thức đâu. Thức thứ ba thì ở cái dạng thức thứ ba ấy thì nhận con nuôi là dạng như kiểu anh em gọi là con của anh em ruột trong anh chị em ruột trong nhà, hoặc là con của anh chị em con cô con cậu con dì con chú con bác gì đấy trong nhà thì để làm con nuôi mình, kiểu như là tránh phiền lụy người ngoài đấy nhá. Đấy. Thì cái trường hợp này thì nó nói chung là nó tính chất cục bộ quá, cái tính tâm đức mình thấy nó cũng kém, quan điểm cá nhân thì thấy nó có phần giả nhân giả nghĩa. Và cái sự giả nhân giả nghĩa này có lẽ nó được tiếp tay từ hai phía, trừ một vài trường hợp đặc biệt cực kỳ đặc biệt thì mới gọi là có tâm đức. Đấy. Chứ còn bây giờ nói yếu tố bây giờ con mình mới làm con nuôi của con gọi con ông anh nhá, thế làm con nuôi mình đấy, thế làm con nuôi mình thì khi mà con mình đẻ ra thì nó phải gọi đứa bé đấy là anh là đúng rồi. Thế nhưng mà bây giờ là con của thằng em mình nhá, mà bây giờ con mình đẻ ra thì con mình sẽ phải gọi con thằng em mình là anh hay là em. Thế rõ ràng nếu mà theo vai vế họ hàng anh em ruột trong nhà thì con của chú em thì phải thì con mình nó phải gọi là em đấy, nhưng mà nếu mà mình đã nhận con của chú em làm con nuôi mà nó còn ra đời trước cơ mà thì con của mình phải gọi nó bằng anh chứ, đúng không? Đấy, thằng nào nhìn thấy mặt trời trước thằng ấy là anh cơ mà. Đấy, cho nên là cái vấn đề mà nhận con nuôi kiểu trong nhà trong họ này xưng hô nó rất là chéo ngoe nhỉ. Và chưa nói đến cái vấn đề là đấy mình vô sinh mình nhận một đứa bé làm con nuôi thì bản chất là muốn dựa hơi của nó, nhưng mà cũng là tăng được cái phúc thiện báo đức của mình thì phải giúp đỡ cho những cái đứa trẻ cơ nhỡ thế nào đó chứ, thì còn con của cái cô em ông cậu ông anh gì đấy thì nó thừa tình cảm rồi, cái đứa bé đó thừa tình cảm rồi,
Yeah. Cái đứa bé đấy bao nhiêu người coi như là quan tâm đến nó rồi, thế mình lại còn phải bồi thêm cho nó nữa thì khác gì kiểu đúng là đổ tiền vào nhà giàu, đổ muối ra biển đó. Đấy. Trong khi đó cái tính chất cứu nhân độ thế giúp đỡ mọi người thì phải nhận con trong thiên hạ chứ, làm sao mà nhận con trong nhà trong họ được. Còn nếu coi, nếu nói là con nhà anh em nhà mình mà nghèo khó thì mình nhận về để coi như là giảm tải gánh nặng cho gia đình nhà người anh em, thì đó cũng là cái giúp đỡ bình thường chứ không nhất thiết cứ phải nhận nó là con nuôi. Chứ còn nếu mà cứ nêu cái đạo lý gia đình đùm bọc nhau chứ kiểu cứ phải nhận nhau là con nuôi như thế thì không đúng. Không đúng, quan điểm của tôi như thế là không ổn. Cháu là cháu, con là con. Mình không phân biệt đối xử giữa con và cháu nhưng mà xưng hô vai vế nó phải rõ ràng. Đấy. Còn dạng thức thứ tư thì đấy là nhận con nuôi về để cúng bái gia tiên, rồi cũng giấy tờ hợp pháp cũng không có gì cả, và cũng ghi vào giao phả tứ đường, có khai báo tạm trú tạm vắng các thứ, nhận nuôi như con đẻ. Đấy. Thì cái yếu tố mà nhận nuôi như vậy thì rất là hợp quy cách, không có vấn đề gì cả. Đấy, cái nhận dạng thức thứ năm thì nó lại là không không cúng bái gia tiên và gọi là không giấy tờ, hoặc là có cúng bái gia tiên nhưng lại không giấy tờ, không cúng bái gia tiên có giấy tờ và có cúng bái gia tiên không giấy tờ, cái yếu tố cũng không quan trọng lắm. Đúng, nhưng mà cũng nhận về rồi nuôi bình thường. Đấy. Thì cái đấy cũng cũng được, cái đấy cũng không đến nỗi nào. Đấy. Tức là thừa thiếu một trong hai điều kiện, cái đấy cũng không quá quan trọng nhỉ. Còn cái chuyện nhân tình thế thái, có khi con ốm con đau thì bố mẹ còn nuôi đến thăm hỏi, hoặc là bố mẹ nuôi coi như là xả thân hết mình chăm sóc con. Đấy. Thì đấy là chuyện bình thường thôi. Thế con cũng có thể biết và con cũng có thể không biết. Thế nhưng chủ yếu là do yếu tố là con nó còn nhỏ thì cái sự cảm nhận nó cũng khó. Đấy, và cái khi mà cha mẹ coi như là ốm đau hay là có thể là mất thì con cái chưa chắc đã thăm viếng được ngon lành đầy đủ. Còn khi cha mẹ mất có khi nén hương có khi còn thiếu, khăn tang có khi còn lệch, cho nên là lắm cái yếu tố mà gọi là con nuôi để mà làm tròn đạo hiếu với cha mẹ nó cũng khó, con đẻ làm tròn đạo hiếu với cha mẹ nó còn khó nữa là con nuôi. Đấy, cho nên là chủ yếu là người lớn có nhận thức tốt hơn thì sẽ phải hướng dẫn cho các con về đạo lý thôi. Đấy. Chúng ta là một đất nước có truyền thống coi như là phụng dưỡng cha mẹ, thờ thờ cúng ông bà tổ tiên cha mẹ, cho nên là chúng ta cũng phải dạy trẻ từ nhỏ những cái lễ nghĩa như vậy. Nghĩ đến cái em Hồ Văn Cường thì có vẻ sau này khi nói bên đến mẹ Phi Nhung thì có lẽ là cũng là một cái chủ đề mà cũng xoắn não với em ấy, để mà nói sao cho nó coi như là nuột mượt, được lòng mọi người. Nó cũng là một cái yếu tố mà có lẽ cũng cần những cái chuyên gia tâm lý xử lý tình huống tư vấn cho em ấy, để mà sau này em ấy ở bất kỳ một cái góc độ nào mà khi bị hỏi, bị phỏng vấn, đây là bị chứ không phải được nhá, vinh dự gì mà được nhá, bị phỏng vấn như kiểu ép phải nói đấy nhá, thì mình phải có cái phương án ứng xử như thế nào cho nó coi như là hợp lý. Đấy. Chứ ngày xưa thì có anh em kết nghĩa thôi, chứ còn ngày nay thì có cả anh em nuôi nữa. Thì đương nhiên là anh là chị thì phải thể hiện cái yếu tố là như thế nào thì đàn em nó mới nhận là anh chị em nuôi nữa. Ngày xưa anh em kết nghĩa sinh tử cùng nhau, nhưng ngày nay toàn là anh nuôi với em nuôi, chị nuôi, Lê anh nuôi. Cho nên là thường thì gọi là anh chị toàn giàu có, tỷ phú, chả tỷ phú Việt Nam thì cũng tỷ phú đô la nhỉ, không 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 Việt Nam đồng thì cũng đô la đồng. Thì chắc là để cái yếu tố xứng đáng, yếu tố là anh lớn chị đại nhỉ, trọng nghĩa khinh tiền, có lẽ là chỉ là nói cho vui thôi, chứ còn không không vì tiền thì nhận anh nuôi cũng nghe không ổn lắm nhỉ. Giờ mà anh Vượng, anh Phạm Nhật Vượng anh mới đứng ra nhận tôi làm em nuôi ngon, anh ấy cho vài tỷ đô nữa, nên là đỡ phải mua vịt lốt, mua mãi không trúng,
Nó có một lời của anh thôi, có khi lại có tỷ đô tại này. Thì tổng kết lại, chúng ta là những người lớn, chúng là người trưởng thành có trách nhiệm khi mà làm bố nuôi, mẹ nuôi, thì chúng ta có trách nhiệm với con trẻ theo đúng ý nghĩa cao thượng và tấm đức vô lượng mà ta đã phát nguyện từ ban đầu. Chúng ta nói về vấn đề nhân quả, không bỏ sót ai, cho nên chúng ta cũng cố gắng nói được, làm được. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.